Thưa quý vị và các bạn, gia đình hiếu học là những gia đình biết phát huy truyền thống. Các thành viên đều thấu hiểu mục đích của việc học, học để biết, để làm việc, học để làm người. Lấy sự học làm lẽ sống, sự học gắn với cả cuộc đời mình và là hành trang nâng tầm cuộc sống, xây dựng nền tảng đạo đức gia đình. Và mời quý vị và các bạn gặp gỡ một gia đình hiếu học ở phường 10, thành phố Đà Lạt qua phóng sự sau. Ấm áp chan hòa, đó là những cung bậc cảm xúc mà chúng tôi cảm nhận được của một gia đình có ba thế hệ cùng chung sống. Diệp Phương, Bí thư đoàn. Và điều đặc biệt, đây cũng là một gia đình có truyền thống hiếu học. Đó là gia đình ông bà Phan Văn Tịnh và bà Nguyễn Thị Cam ở phường 10, thành phố Đà Lạt. Với xuất phát điểm cả ông và bà đều lớn lên trong gia đình nghèo khó, thậm chí được nỗi khổ nếu thiếu dữ, nên mặc dù trước đây kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng ông bà vẫn cố gắng lo cho bốn người con đi học. Để có thêm tiền trang trải sinh hoạt và cho con ăn học, vợ chồng ông bà đã phải tìm kiếm nhiều hướng đi để nuôi sống gia đình. Bằng sự quan tâm, chia sẻ động viên kịp thời của cha mẹ, các con ông bà đều cố gắng chăm ngoan học tập và đều có công ăn việc làm ổn định. Trước tiên là mình phải gương mẫu, rồi phải dạy con cái cho ngoan, học hành để lên chủ, vì đó là cái tương lai. Công học thì không có làm được, cho nên các con các cháu thì đứa nào cũng học giỏi, học tốt. Và không phải vì vậy nhưng mà tôi vẫn là vận động chung quanh bà con lối xóm là cũng phải học, học, học nữa, học mãi. Chị Phan Thị Ngọc Trâm là con thứ hai của ông bà. Chị hiện là bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế Đà Lạt. Được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình hiếu học, nên bản thân chị luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi. Được sinh ra trong một gia đình hiếu học, thì thật sự ra mà nói thì bản thân là một người mẹ, thì bao giờ mình cũng dạy dỗ con cái mình, cũng như là cha mẹ mình đã dạy dỗ mình. Thì cũng mong rằng là các con cố gắng học cho thật giỏi để xứng đáng là cái truyền thống của gia đình. Với vai trò là người vợ, người mẹ, người bà Nguyễn Thị Cam mặc dù đã tuổi xưa nay hiếm, nhưng bà không quên nhiệm vụ chỉ bảo, quán xuyến con cháu, phát huy truyền thống của gia đình, tạo điều kiện cho chồng tiếp tục yên tâm với công tác xã hội, làm bí thư chi bộ tổ dân phố nhất thống phường 10, thành phố Đà Lạt, mà gần 10 năm ông Phan Văn Tịnh đã đảm nhận. Theo ông bà, xây dựng nếp sống văn hóa không phải ở đâu xa, mà ở ngay từ lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử với nhau trong mỗi thành viên gia đình. Để giữ được truyền thống gia đình tứ đại đồng đường, thì mỗi người đều phải luôn luôn tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau, làm gương sáng cho con cháu noi theo. Gia đình tôi đầu tiên cũng khó khăn lắm, mà mình cũng vượt lên để mà cho con cho cháu, con xong mà lo cho con học cho xong đâu đó hết rồi bắt đầu mới lo cho cháu. Cháu cũng đầy đủ hết, sau này là con cái rồi, cháu chắc rồi nó cũng đầy đủ hết, mà bác đã mãn nguyện rồi. Và đây là những thành tích của cả ông và bà, hơn 200 bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành trao tặng. Từ khi còn là cán bộ nhà nước cho đến khi về tham gia các phong trào ở địa phương. Và có thể nói, ở lĩnh vực nào, ông và bà cũng đều là tấm gương mẫu mực, một tấm gương sáng về tinh thần tuổi cao, chí càng cao. Truyền thống gia đình của anh Tịnh thì nói chung là nuôi dạy con khỏe, nuôi dạy con ngoan, và nói chung lấy cái sự học là đi đầu. Nên chỉ các cháu đều thành đạt hết. Hàng ngày trên những cung đường và những ngôi nhà bình yên của tổ dân phố nhất thống, hình ảnh của người bí thư chi bộ ấy đi đến đâu cũng nhận được sự niềm nở của người dân. Có lẽ đó là tình cảm, là sự quý trọng và mến phục về một gia đình mẫu mực, hiếu học. Thế mới biết truyền thống hiếu học là hành trang nâng tầm cuộc sống và là nền tảng để xây dựng đạo đức gia đình.